đáng cực kỳ cảm xúc của Văn Trường. Quá đẹp mắt, rất bùng nổ thưa quý vị. Thật là tuyệt vời. Không hiểu điều gì đã xảy ra. Bùng nổ quá. Thực sự là những phút giây rất tăng hoa của U19 Hà Nội sau khi họ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Phải có một sự tự tin rất lớn thì Văn Trường mới dám thực hiện một quả đá từ giữa sân như vậy. Huy Hoàng đã bỏ khung thành để băng lên và bây giờ thì anh đã phải nhận bàn thua thứ hai. Đó là khoảnh khắc tỏa sáng, một khoảnh khắc ngôi sao, một quyết định táo bạo và một sự chính xác hoàn hảo. Văn Trường đã quan sát rất nhanh và thực hiện một cú dứt điểm từ khoảng cách cũng rất xa. Một trong những bàn thắng có lẽ là đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ mang áo số 7 này. Bóng rất nguy hiểm. Văn Trường dứt điểm từ xa. Bùng nổ quá. Thực sự là những phút giây rất tăng hoa của U19 Hà Nội sau khi họ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Phải có một sự tự tin rất lớn thì Văn Trường mới dám thực hiện một quả đá từ giữa sân như vậy. Huy Hoàng đã bỏ khung thành để băng lên và bây giờ thì anh đã phải nhận bàn thua thứ hai. Đó là khoảnh khắc tỏa sáng, một khoảnh khắc ngôi sao, một quyết định táo bạo và một sự chính xác hoàn hảo. Văn Trường đã quan sát rất nhanh và thực hiện một cú dứt điểm từ khoảng cách cũng rất xa. Một trong những bàn thắng có lẽ là đẹp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ mang áo số 7 này. Niềm vui của các cầu thủ U19 Hà Nội và cả ban huấn luyện của họ nữa. Tiếp tục có một tấm thẻ vàng và một tấm thẻ đỏ đã được rút ra dành cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Nhưng không sao cả, đội bóng của ông đã dẫn trước. Một thế trận xoay chiều quá nhanh. Huy Hoàng đã phải nhận liên tiếp hai bàn thua ở giải đấu năm nay. Chỉ trong vòng có ít phút mà thôi, hãy cùng nhìn lại một siêu phẩm. Một siêu phẩm ở giải bóng đá U19 quốc gia được lập nên bởi Văn Trường. Một pha dứt điểm đẹp đến hoàn hảo. Không có một chút sai lầm nào. Một cú dứt điểm từ khoảng cách hơn giữa sân của Văn Trường. Năm phút là thời gian bù giờ, 5 phút để cho U19 Hà Nội giữ vững được cách biệt của mình và 5 phút để U19 Viettel san bằng tỷ số. Gió đã đảo chiều rất nhanh với U19 Viettel.